Kiểm tra giác bài 6.4, sự đồng dạng. Sự đồng dạng. Dạ. 6.4.1. 3 trận đồng dạng. Định nghĩa. À, 6.4.1. Giả sử A và B là hai ma trận vuông cùng cặp N vuông cùng cấp N. Ta nói B đồng dạng với A nếu tồn tại một ma trận không suy biến tức là hải đảo P cấp N sao cho B bằng tịch đảo của P nhân với A nhân với P. A B được gọi A. Chú ý sáu chấm bốn chấm một đẳng thức B bằng P trừ một A P có thể viết A bằng P B P trừ một bằng P trừ một B P trừ một nha. À không có gì đặt P trừ một bằng Q. Ta có A bằng Q trừ một B Q Q không suy biến vậy nếu A đồng dạng với B thì B đồng dạng với A sáu đến bốn chấm hai ba trận của anh chị ba trận của ánh xạ tuyến đỉnh thông qua hấp thụ thép đủ cơ sở
định lý. Lý 6 x 4.1 giả sử V, từ V vào V ta tựa chúng nó là 1 toán tử biến tính. Trong không gian hay là chiều V, nếu A là ma trận, ma trận của T đối với cơ sở V là A phẩy là ma trận của T đối với cơ sở cái phẩy thì A phẩy bằng là P trừ 1 A P, trong đó P là ma trận chuyển cơ sở từ C sang B phải. Vậy A đồng dạng với A, hai sở lý như vậy chứng minh dễ đoán hơn.